Minasan konnichiwa, Yahooin desu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Nhật online cùng Yahooin Sensei. Thì để tiếp nối cái series hệ thống các điểm ngữ pháp thường gặp ở cấp độ N3 và N2, thì trong khuôn khổ của clip lần này mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn các cái lối diễn đạt cuối câu thường gặp. Thì thế nào là một cái lối diễn đạt ở cuối câu? Thì trước khi đi vào bài, mình muốn các bạn có một cái nhìn thực tế về cái bài. Vâng, trước mặt các bạn là đề thi tháng 12 năm 2015, đề thi N3 hả các bạn? Và đây là cái phần môn đa sang của ngữ pháp. Phần này người ta yêu cầu các bạn là hãy chọn cái cụm thích hợp để điền vào những cái ô trống đã được đánh số ở đây. Thì nếu mà các bạn có cái kinh nghiệm giải đề nhiều thì các bạn cũng sẽ nhận ra là trong cái bài tập này người ta thường yêu cầu mình điền vào hai dạng thôi, ví dụ như số 19 này, số 22 và số 23 là các bạn để ý thấy phía sau đó là một cái dấu chấm câu đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nó liên quan đến các cái lối diễn đạt ở cuối câu. Ví dụ như số 19 này nè là shimatta no desu ne. Shimatta kara desu ne. Ta kamoshiremasen. Kara kamoshiremasen. Kiểu như vậy. Hay là số 22 thì là wakerareru koto ni narimasu no you ni shite imasu ne. Đấy, tức là mình sẽ phải phân biệt giữa những cái lối diễn đạt cuối câu như là koto ni narimasu ra yo ni shite imasu này, hay là so desu ro yo desu, dạng như thế. Tức là các N3 thì nó sẽ như vậy, còn N2 thì nó sẽ phong phú hơn về cái nội dung ngữ pháp. Thì để các bạn có được cái nhìn tổng quan về cái phần này thì mình đã hệ thống lại những cái lối diễn đạt cuối câu thường gặp ở cấp độ N3 và N2. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào bài luôn nhé. Rồi, cái này trong tiếng Nhật người ta gọi là bunmatsu hyogen, là hyogen là các cái cách diễn đạt, và bunmatsu là cuối câu ha, cuối câu. Và điểm đầu tiên đó là động từ chia ở thể ý hướng cộng với dewa nai ka. Dewa nai ka, đây là một cái cách dùng để kêu gọi hoặc là hô hào ha, hô hào. Và các cái chính trị gia rất là thường hay dùng để mà kêu gọi quần chúng, kêu gọi đám đông, hãy là kêu gọi hành động ha của một cái tập thể. Nhà ví dụ như câu này: Minasan kono chiiki no shizen o mamoru tame ni issho ni katsudou shiyou dewa arimasen ka? Có nghĩa là gì? Katsudou suru là hoạt động đúng không ạ? Hoạt động mà mình đưa về là đưa về thể ý hướng thì nó sẽ có mới yo và dewa arimasen ka? Có nghĩa là nào chúng ta hãy cùng nhau hoạt động để mà bảo vệ cái môi trường tự nhiên của cái khu vực này. Tức là đây là một cái câu kêu gọi nha các bạn, giống như là katsudou shimashou ha, nhưng mà nó là yo dewa arimasen ka, thì là một cái cách nói theo cái lối là một cái chính trị gia diễn thuyết ha, trước đám đông để mà kêu gọi quần chúng là hãy hành động vì một cái mục tiêu cộng đồng nào đấy. いいですか? Hay là câu này: Otagai ni gokai shite iru you dakara motto kokoro o hiraite hanashiyao janai ka. Nghĩa là dường như là đôi bên đã có một cái sự hiểu lầm, đang có cái sự hiểu lầm nhau, vì vậy mà nên chăng là chúng ta hãy mở lòng ra hơn để mà đối thoại với nhau. Đây là một cái lời kêu gọi nhé. Rồi, tiếp tục là zaru o enai. Zaru o enai, từ khóa cho phần này đó là đành phải, bất đắc dĩ phải làm một cái việc gì đó. Tochuu kara gou to natta node shiai o chuudan saseru o chuudan se zaru o enakatta. Có nghĩa là nửa đường về thì mưa rất là lớn, cho nên là chúng tôi buộc lòng là phải chuudan, tức là phải ngưng lại, ngưng cái cuộc thi lại. Cái động từ cái bunmatsu hyogen zaru e nai nó sẽ đi với động từ nai mà bỏ nai đi, nghĩa là đành phải như vậy thôi, không còn cách nào khác, buộc lòng phải như vậy, bất đắc dĩ phải như vậy. Idesuka? Hitsugi wa shikanai. Shikanai là cũng là không còn cách nào khác, phải thực hiện cái việc gì đó. Ví dụ: Jishin de ie ga tsuburete shimatta node hinanjo de sekatsu suru shika nakatta.
Vì động đất mà nhà đã bị sập rồi, cho nên không còn cách nào khác là phải sinh hoạt, phải sống ở cái khu tị nạn. Cái sắc thái của cái điểm này nó mang tính chất là không còn một sự lựa chọn nào khác. Ngoài ra không còn một sự lựa chọn nào khác cả. Và mình bắt buộc mình chỉ có một cái phương cách đó để giải quyết vấn đề thôi, là Shika Nai ha. Shika Nai, Idiska. Rồi, tiếp tục này. Nai de wa irare nai, họ là zu ni wa irare nai. Nó có nghĩa là không thể không làm một cái việc gì đó. Không thể không làm một cái việc gì đó. Ví dụ chocolate ga daisuki nano de shinseihin ga deru to kawanai de wa irare nai. À, bởi vì tôi rất là thích ăn sô cô la, cho nên khi mà cái sản phẩm mới ra mắt một cái là tôi không thể nào mà không mua. Thì cái điểm này á, cái từ khóa của nó đó là gaman dekinai. Mình trong mình nó dấy lên một cái ý muốn ha, một cái xung động nào đó và mình không thể dằn nó xuống được. Mình không thể không làm cái việc đó, là về mặt tức là dịch ra thì cái nào cũng là phải hết đúng không? Ví dụ shikanai này, dịch qua tiếng Việt là zaruenai shikanai hay là nói nếu vậy ra đây này, cái nào nó cũng giống nhau cả. Nhưng mỗi cái nó có một cái sắc thái riêng. Ví dụ như chữ zaruenai có nghĩa là buộc lòng phải. Buộc lòng phải có nghĩa là dù không muốn cũng phải làm, bất đắc dĩ cũng phải đưa ra cái quyết định đó, bất đắc dĩ. Là từ khó của nó là như vậy. Còn shikanai này có nghĩa là ngoài ra không còn một sự lựa chọn nào khác cả. Không còn cách nào khác là phải làm cái việc gì đó. Còn cái này thì có nghĩa là gì? Không thể không, theo kiểu là vì mình gắm ăn này kia này, mình không thể không mua. Vì không mua là chịu không được à, trong người nó cứ bức rất, nó khó chịu, có một cái xung động nào đó mà mình không thể kìm nén được. Thì từ khó của cái này đó là gắm ăn này kia này. Rồi, tiếp tục là sư nhỏ kệ ha, sư nhỏ kệ. Ví dụ Kimatsu testo 26日 dake. Thì cuối kỳ là hình như là ngày 26 phải không nhỉ? À, cái sư nhỏ kê nó nằm ở cuối câu là dùng để xác nhận lại những cái thông tin mà mình đang có, tức là xác nhận lại xem thử là cái suy nghĩ của mình hay là cái trí nhớ của mình liệu là nó có đúng hay không. À, soyo, đúng rồi. À, hay là câu này 去年の社員旅行どこに行ったんだっけ? Cái chuyến mà đi dã ngoại dành cho nhân viên mà năm ngoái thì mình đi đâu ấy nhỉ? Mình đi đâu ấy nhỉ là một cái câu hỏi mà mang tính chất là trí nhớ của tôi nó cũng hơi mơ mơ hồ hồ, nên là tôi cần phải xác nhận lại với anh. À, đi đâu ấy nhỉ? Ở quê tên ai nó? Hakone de shou? Không nhớ à? Hakone mà. À, thì sư nhỏ kia này nó mang tính chất là cái gì đó, phải không nhỉ? Hả? Phải không nhỉ? Và mang tính chất là gì đây? À, trong đó có cái sắc thái là trí nhớ của mình nó vẫn còn đang mơ hồ và mình cần một cái người xác nhận lại là mình nhớ như vậy là có đúng hay không. À, rồi tiếp theo là nani nani konai konai. À, 幸せに生きてきたあなたに今の私の辛い気持ちなんか分かりこない. Bạn ấy là một cái người mà từ trước đến giờ là sống hạnh phúc như vậy, thì chắc chắn là bạn sẽ không thể nào hiểu nổi cái kimochi, cái gọi là cái tâm thế mà gọi là đau khổ, khổ sở, vật vã của tôi lúc này. À, wakariko này. Thì cái sắc thái của điểm này là đưa ra một cái lời phán đoán rằng là sẽ không bao giờ có cái khả năng ở phía trước đó cả. À, wakariko này là zittai wakaranai desu. Zittai. À, một cái sự chắc chắn là ta là không thể nào làm được cái việc đó ha. Và động từ đi phía trước đó là động từ ở thể liên dụng nha các bạn, là động từ must, mình bỏ must đi cộng với sư nhỏ cô này ha. Hay là câu này uchi no chim ga ikura ganbattemo kyonen no yusho chim ni wa katteko nai yo. Đội của chúng ta cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi nghĩ cũng không thể nào mà thắng nổi cái đội vô địch của năm ngoái đâu. Không thể nào làm một cái việc gì đó nổi đâu, là sắc thái của cái điểm này của này. Rồi tiếp theo đó là とはかぎらない, có nghĩa là không hẳn là. 高学歴だからといって必ずしも出世するとは限らない. Các bạn lưu ý cho cái cặp đôi gọi là
thẳng thắn này gọi là kara tui tệ và toa kagira này. Thì mình sẽ dịch là ở nội cái nhận là e kara tui tệ bi toa kagira này. Dẫu cho có A đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hẳn là B đâu. Thì có nghĩa là ở đây trong câu này thì nó có nghĩa là gì? Dẫu cho là cô gakureki có nghĩa là học bóng cao, có trình độ bóng cao đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là success rồi, là sẽ thành công ở, là sẽ thăng tiến ở trong trong công việc đó, trong sự nghiệp đó. Kanarazu shimo thì đi với tôi và kagira này là không chắc chắn 100% là sẽ như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp sang điểm tiếp theo, đó là nani nani te shoga nai, shoga nai. Rồi, ví dụ như câu này, mainichi yoshi shika nerare nai no de shugyo chuu nemuku te shoga nai. Thì nemuku te shoga nai nó có nghĩa là tottemo nemui. Mỗi ngày thì chỉ có thể ngủ được có 4 tiếng thôi, cho nên trong giờ học đó là buồn ngủ quá đi, chịu không nổi. Thì cái điểm này nó cũng giống với cái điểm là nani nani te shikata ga nai. Shikata ga nai là trong cái trạng thái là coi như mình bó tay rồi đó, không thể nào giải quyết được cái tình trạng đó cả, thì mới nói là te shikata ga nai. Và te shoga nai thì nó cũng là một cái cách nói khác đi của te te shoga nai, nó cũng là một cách nói khác đi của te shikata ga nai thôi. Thôi buồn ngủ quá đi, không biết làm sao cả, buồn ngủ quá không biết làm sao cả, giống như tôi tết một ngày mười. Hay là câu này, 彼女は希望の大学に入れてしょうがないよすら。Xin lỗi các bạn, cái câu này đúng là phải viết là 彼女は希望の大学に入れて嬉しくてしょうがないよすら。嬉しくてしょうがない。À, cô ấy là thi đỗ vào được cái trường đại học theo nguyện vọng của mình, cho nên đang ở trong một cái trạng thái mà vui quá không biết làm sao cả. Là とっても嬉しい. Thế cái là te shoga nai này nó thường hay đi với yếu tố gọi là cảm xúc ha các bạn, yếu tố cảm xúc ha. Và động từ tính từ trước đó mình sẽ đưa về cái dạng là te, cứ te shoga nai. Hãy gì nhé, te tamaranai, te tamaranai. Ví dụ kaze o hita hita rashiku atama ga itaku te tamaranai, là hình như là mình bị cảm rồi hay sao ấy, mà cái đầu nó nhức dữ dội quá chịu không nổi. Cái chữ mà tamaranai, thế tamaranai này nó hay đi với lại cái cảm giác vật lý của cơ thể nha các bạn, nó không phải là cảm xúc của tinh thần mà nó là cảm giác về vật lý và mình không thể nào kìm nén được. Gaman dekinai, atama ga itakute gaman dekinai, đau quá chịu không nổi. Hay là câu này, TV などで外国の美しい映像を見ると私も行きたくてたまらなくなる。Khi mà tôi xem cái bộ phim những cái ISO, đó là những cái cảnh đúng không, rất là đẹp ở nước ngoài qua TV ấy, thì tôi muốn đi quá đi, chịu không nổi. Thì trước cái tamaranai này, te tamaranai này, thứ nhất là tính từ cũng được, mà thứ hai là động từ. Động từ thì đưa về ikitai ha. Ikitakute tamaranai cũng được, nó thể hiện một cái ý muốn hoặc là thể hiện một cái cảm giác về mặt vật lý, cảm giác về mặt vật lý và mình không thể gam ăn được. Ngoài ra còn một cái điểm nữa cũng cùng trong cái nhóm này, đó là tenaranai, tenaranai. Ví dụ basket no shiai ni itten sa de maketa no ka kuyashikute naranai là gì? Trong cái trận đấu bóng rổ ấy, thì tôi đã thua với một cái sự chênh lệch tỷ số là có một điểm thôi, cho nên là tôi ấm ức quá thì chịu không nổi, ấm ức quá kuyashikute naranai. Cái này về mặt căn bản thì nó cũng giống là te shoga nai thôi hả các bạn, cũng có nghĩa là totemo kuyashii. Rồi thêm một điểm nữa đó là nani nani toka. Ví dụ haru nano ni samui ne, mùa xuân rồi mà trời lạnh quá. News で北海道では雪が降っているとか言ってたよ。ở trên cái news ấy ha, trên news thì nghe nói người ta bảo rằng là toka, toka này là một cái dạng trích lại một cái thông tin mà mình nghe được ở đâu đó và mình cảm thấy nó cũng chưa có rõ ràng lắm đâu, nó cũng còn mơ hồ lắm, nhưng mà nghe đâu là
nó tương tự như là một cái cách nói trong tiếng Việt mình nói kiểu là nghe đâu là nghe đâu ở trên news người ta bảo là ở Hokkaido là tuyết rơi đấy hả. Rồi nikimoteru, nikimoteru cái này là chắc chắn là chắc chắn là 10万円 投資 したら 1年 で 2倍 になるなんて 話は 嘘に 決まっている. Cái chuyện gì mà một năm đầu tư 100 man đúng không, 100 ngàn yên thì một năm cái số tiền đó sẽ nhân lên gấp đôi thì đúng là cái này là xạo, là cái chắc rồi. 嘘に 決まっている, xạo là cái chắc rồi. Cái điểm này nó cũng giống với lại nichigai nai ha các bạn. Nichigai nai, nhưng mà nichigai nai ấy thì nó sẽ đi với một cái căn cứ khách quan, còn nikimoteru thì nó sẽ đi với một cái sự suy đoán mang tính chủ quan của người nói. Tức là người nói người ta chả có căn cứ vào cái gì cả nhưng mà người ta phán như thánh vậy đó, kiểu như vậy ha. Xạo là cái chắc, kiểu như thế tiếng Việt mình đó. Xạo là cái chắc thì đấy. Cái này là từ khó của nó là một cái phán đoán chủ quan nha các bạn. Hay sugi wa nisugi nai, bất quá chỉ là rồi. Xin lỗi các bạn, chỗ này hơi nhầm. Câu chính xác thì nó là như thế này. Nihon kagaku shosho omedetou. Chúc mừng anh đã nhận được cái giải thưởng khoa học của Nhật nha. Anh thật là giỏi, sugoi desu ne. Ie, watashi wa tada un ga yokatta ni sugimasen. Không, tôi mắc quá chỉ là may mắn thôi mà. Un ga yokatta ni sugimasen. Ni suginai, ni sugimasen là cũng chỉ là như vậy thôi. Và cái sắc thái của cái điểm này thường là nó mang cái tính là tự hạ thấp mình xuống, tức là thể hiện một cái thái độ khiêm cung, khiêm tốn. Tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường trong lớp thôi. Tôi cũng chỉ làm những cái gì trong nghĩa vụ của tôi thôi, chẳng hạn. Một dạng như thế nhé. Rồi nichigai nai, ở dưới này mình có nikimoteru rồi đúng không? Bây giờ mình gặp cái nichigai nai này, nó rất là gần giống với nikimoteru lúc nãy sensei cũng có nói sơ qua rồi, có nghĩa là chắc hẳn là, chắc hẳn là. Shutaimen da ga kare no fuiki kara suruto sarariman nichigai nai. Mặc dù là mới gặp lần đầu thôi nhưng mà nếu mà xét từ cái phong cách mà anh ta tỏ ra, cái thần thái của anh ta ấy, thì chắc hẳn là anh này là salaryman, tức là nhân viên công ty đúng không? Thì ở đây cái nichigai này nó cũng đưa ra một cái phán đoán nhưng mà nó dựa trên một cái căn cứ khách quan, đó là tôi xét từ cái thần thái của anh ta chứ không phải là tôi nói phong lòng. Còn nikimoteru này là tôi chả có cái căn cứ gì cả mà trực giác là tôi nói như thế, một cách chủ quan là tôi thích là tôi phán như thế thôi. Nichigai này thì phải nó có cơ sở khách quan. Rồi mình đi sang cái điểm cuối cùng trong phần vương mắt sư hiệu này là nihoka nai. Shūden ni norenakatta ので 家まで歩いて帰るほかない。Bởi vì tôi không thể leo lên cái chuyến xe điện cuối cùng được, cho nên là tôi chỉ còn cách là, xin lỗi các bạn, chỗ này nó thiếu mất cái trợ từ ni nha các bạn, chỉ còn cách là đi bộ về nhà thôi. Thì cái điểm ni hokkanai này cơ bản là nó cũng giống với lại shikanai, nó không còn cách nào khác ngoài cái cách đó, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ideska. Như vậy thì mình cũng đã đi qua những cái Bumatsu Shogen, là các cái lối diễn đạt ở cuối câu mà thường gặp. Ngoài ra thì cũng có một số cái điểm nữa nhưng mà nó lại nằm ở trong những cái phần hệ thống khác, ví dụ như là trong cái phần liên quan đến dồ hoặc là wake hay là tokoro chẳng hạn, thì những cái phần đó cũng là thuộc về Bumatsu Shogen nhưng mà nó có một cái chuyên đề riêng rồi, nên là các bạn có thể là truy xuất lại những cái video cũ của CC trong cái series này. Mình có ghi cụ thể trong cái phần mô tả ở bên dưới. Các bạn có thể click xuống để xem cái mục lục là clip thứ nhất là về cái gì, clip thứ hai là về cái gì. Và mình xin khép lại cái chuyên đề, tức là phần 6 của cái series này ở đây. Buổi tiếp theo thì mình sẽ hệ thống cho các bạn những cái chuyên đề về
từ ghép ha, từ ghép nó có thể là ghép với danh từ hoặc là ghép với động từ. À, và ví dụ như thế này, đây mình gọi đó là fukugogo, tức là những cái từ ghép ha. Ví dụ như là nani nani kakeru rồi gatai gachi kanenai kaneru gimi kiru kirenai darake poi nuku muki muke dokoro ka dokoro dewa nai nante chẳng hạn. À, những cái điểm như thế này nó sẽ cộng với danh từ hoặc là động từ để tạo nên một cái tổ hợp về ngữ pháp. Và phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái clip tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn nhé.